Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ có liên quan gì trong vụ Việt Á? Đấu giá 11 biển số ô tô siêu đẹp trong ngày 22 tháng 8. Cơ sở vận chuyển sai quy định trong vụ 16 triệu đồng một chuyến xe cấp cứu. Làm sổ đỏ giả lừa đảo tiền tỷ, đối tượng lĩnh 12 năm tù. Thương vong vụ Chernihiv bị nã tên lửa tăng, ông Zelensky thề đáp trả. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan đến đại án Việt Á, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu C03 Bộ Công an vừa cho biết, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và một số cá nhân liên quan việc quản lý đề tài khen thưởng, thông tin tuyên truyền đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm có trách nhiệm liên quan nhưng chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự. Cụ thể theo C03, ông Huỳnh Thành Đạt không được đơn vị cá nhân nào báo cáo về việc quản lý, xử lý kết quả đề tài nghiên cứu, chế tạo kit test xét nghiệm của Việt Á. Vì vậy, ông Đạt không nhận thức được trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý, xử lý kết quả nghiên cứu đề tài nên không kiến nghị thu hồi số đăng ký lưu hành kit test xét nghiệm của công ty Việt Á. Theo kết luận nêu và xác định, trong quá trình chỉ đạo điều hành Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Huỳnh Thành Đạt không được ai can thiệp tác động cũng như không can thiệp tác động hoặc thông đồng thỏa thuận với bất kỳ đơn vị cá nhân nào và không được lợi liên quan đến đề tài nghiên cứu, chế tạo kit test xét nghiệm của Việt Á. Chính vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và các cá nhân liên quan việc quản lý đề tài khen thưởng, thông tin tuyên truyền đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm có trách nhiệm liên quan nhưng chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự. Hôm nay 22 tháng 8, phiên đấu giá trực tuyến thứ nhất biển số xe ô tô đã chính thức diễn ra. Trong phiên đấu giá này, sẽ có 11 biển số siêu đẹp được đưa ra đấu giá, tương ứng với các mốc thời gian khác nhau. Để các buổi đấu giá biển số xe ô tô qua hệ thống quản lý đấu giá biển số ô tô diễn ra khách quan, minh bạch, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Cục và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ cử cán bộ theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình và kết quả đấu giá. Phòng quản lý, giám sát đấu giá biển số ô tô được đặt tại trụ sở Cục Cảnh sát Giao thông. Tại phòng này, các cán bộ làm nhiệm vụ giám sát sẽ theo dõi được toàn bộ diễn biến các cuộc đấu giá. Chi tiết về mọi diễn biến của cuộc đấu giá đều được thể hiện trên màn hình điều hành, bao gồm kế hoạch, tên phiên, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cuộc đấu giá, số lượng biển số đấu giá, lãnh đạo phụ trách phiên đấu giá và đấu giá viên, số lượng khách hàng tham gia, diễn biến quá trình đấu giá. Mỗi khách hàng sẽ có mã số riêng và thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, các giám sát viên sẽ yêu cầu dừng đấu giá. Đấu giá có thể đăng ký tham gia biển số xe theo ý muốn trước 3 ngày diễn ra cuộc đấu giá biển số đó. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, người trúng đấu giá phải tích vào biên bản trúng đấu giá, theo dõi thư điện tử để nhận thông báo. Khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính, sẽ được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá kèm theo mã đăng ký biển số xe. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, qua thông tin được đăng tải trên báo chí, đơn vị đã nắm được tin về việc một cơ sở vận chuyển cấp cứu thu giá quá cao, gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau đó, Sở Y tế Thành phố đã yêu cầu các phòng chức năng rà soát quy trình thẩm định cấp phép, danh mục kỹ thuật và kê khai giá của công ty trách nhiệm hữu hạn vận chuyển 115 xuyên Việt. Nhà xe vận chuyển bệnh nhi trong vụ chuyến xe cấp cứu 16 triệu đồng từ Cà Mau đến Thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận những ngày qua. Thông qua kết quả điều tra thấy được, công ty trách nhiệm hữu hạn vận chuyển 115 xuyên Việt được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định đủ điều kiện và cấp phép cung ứng dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Năm 2016, cơ sở được cấp phép lần đầu tại địa chỉ 37H/4B, Phú Thọ, phường 1, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Bạc Liêu, một đối tượng với mục đích trả nợ cá nhân đã lên mạng mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn gọi là sổ đỏ giả, để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt của hai chị em ruột 5,5 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 21 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Triệu Đại Hùng, sinh năm 1990, ngụ phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt cho hai tội danh trên là 12 năm tù. Theo cáo trạng, trước đó vào cuối năm 2019,
Hùng nợ nhiều người và cần vốn làm ăn với một người phụ nữ là cán bộ tín dụng một ngân hàng chi nhánh Bạc Liêu, nên nảy sinh ý định làm giả sổ đỏ để thế chấp cho người khác vay tiền. Sau đó, Hùng lên mạng đặt mua sổ đỏ của một người không xác định được cụ thể ở thành phố Hồ Chí Minh với giá 10 triệu đồng. Sau khi có sổ đỏ giả, Hùng tiếp cận với nạn nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 2 tỷ đồng với chiêu thức thế chấp sổ đỏ. Tiếp đó, anh ta bỏ trốn lên thành phố Hồ Chí Minh và xuất cảnh sang Campuchia. Ngày 20 tháng 12 năm 2020, Hùng nhập cảnh về Việt Nam thì bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu. Ngoài chịu hình phạt 12 năm tù, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu buộc Hùng phải bồi thường cho bị hại với số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Trường Tiểu học Newton 5, huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa có báo cáo về sự việc phát hiện côn trùng trong bữa ăn của học sinh. Trước đó, nhà trường ghi nhận hình ảnh phụ huynh cung cấp có thể là côn trùng. Do hình ảnh rất mờ nên khó xác nhận là loại côn trùng nào. Thêm vào đó, đại diện trường cũng lên tiếng, nhà trường cũng đã làm việc với bếp ăn và cho nghỉ việc nhân viên trực tại khu ra các đồ ăn, đồng thời phạt ca trực 10 triệu đồng vì lỗi này. Phía cô giáo chủ nhiệm, người tiếp xúc sự việc xác nhận là con ong, không phải là con gián, bởi khu vực xung quanh bếp ăn cũng có nhiều cây hoa và thường xuyên xuất hiện ong. Ngoài ra, đại diện trường này cũng cho biết, trong suốt quá trình sơ chế và nấu, ngoài giám sát của bếp còn có nhân viên bán trú, cán bộ y tế luân phiên kiểm tra cho đến khi ra đồ ăn cho học sinh. Ngoài việc giám sát của trường, còn có ban an toàn thực phẩm của phụ huynh kiểm tra đột xuất. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tại sông Nhật Lệ, đoạn chảy qua địa phận xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một người ra đi. Thông tin ban đầu, em Nguyễn Xuân Lâm, sinh năm 2010, cùng một người bạn đi tắm tại sông Nhật Lệ, nhưng không may em Lâm bị đuối nước. Lúc này bạn của em Lâm đang ở trên bờ phát hiện và chạy về báo tin. Gia đình cùng hàng xóm chạy đến hiện trường để tìm. Sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa Lâm lên bờ, nhưng em đã mất. Được biết, em Nguyễn Xuân Lâm đang học lớp 8 tại một trường trên địa bàn xã, là con trai duy nhất của bà NTTH, tên viết tắt. Bà H bị tàn tật, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận ca cấp cứu là hai ngư dân. Thông tin ban đầu, hai bệnh nhân cấp cứu gồm BDL, tên viết tắt 41 tuổi và TPB, tên viết tắt 46 tuổi, cùng là ngư dân trên tàu đánh cá ở vùng biển Kiên Giang. Cả hai ngư dân nhập viện trong tình trạng co giật, tê lưỡi, tê chân, đau đầu, người mệt mỏi. Qua khám tiền sử bệnh được biết, hai bệnh nhân này và một người nữa có nhậu với cá nóc. Sau khi ăn thì một ngư dân đi cùng tàu đánh cá đã tử vong, những người còn lại bệnh nặng, nhờ được xử lý kịp thời nên qua khỏi. Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Sang, trú xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, sau nhiều giờ lẩn trốn, Sang đến công an đầu thú vào chiều ngày 21 tháng 8. Trước đó, tối ngày 20 tháng 8, Sang và anh Nguyễn Tuấn Quy, tên viết tắt 28 tuổi, trú xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, cùng tham dự một buổi tiệc sinh nhật của người bạn. Đến khoảng 0 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 8, hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau đó ít phút, anh Quy điều khiển ô tô trở về nhà thì Sang chạy xe máy đuổi theo, chặn đầu xe ô tô của anh Quy. Tại đây, Sang dùng hung khí đâm anh Quy gục xuống đường rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Một vụ va chạm liên hoàn vừa xảy ra trên cầu vượt Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh khiến giao thông ùn ứ kéo dài. Thông tin ban đầu, chiều ngày 21 tháng 8, nhiều phương tiện đang lưu thông trên cầu vượt Lăng Cha Cả theo hướng từ đường Cộng Hòa đi đường Hoàng Văn Thụ. Khi đang lên dốc cầu vượt Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, ba xe ô tô gồm hai xe cá nhân và một xe taxi đã va chạm liên hoàn. Sau va chạm, ba xe nằm choáng hết một làn đường trên cầu vượt, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài theo hướng vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm. Vụ việc không có thiệt hại nào về người. Lực lượng chức năng sau đó di chuyển ba xe này xuống dưới gầm cầu để giao thông khu vực ổn định trở lại. Lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm trong nghi án một tài xế taxi bị tấn công, cướp tài sản ở khu vực cửa khẩu Kim Thành. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện video, hình ảnh kèm theo đó thông tin về việc một tài xế ô tô bị tấn công cướp tài sản ở khu vực cửa khẩu Kim Thành. Sau đó, tài xế đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
qua video từ camera ghi lại sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 8. Thời điểm này, hai người vật lộn trên xe, trong đó một người liên tục xin tha, nói bỏ dao ra và hô cướp. Lãnh đạo công an thành phố Lào Cai thông tin có dấu hiệu về cướp tài sản và nạn nhân bị thương không nặng, chỉ bị tấn công vào phần mềm. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Theo tờ China Daily đưa tin, Trung Quốc đang điều tra việc một công dân với cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA. Theo đó, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết, nghi phạm 39 tuổi, họ Hao, là viên chức của một bộ trong chính phủ và đã từng sang Nhật du học. Theo Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, khi Hao còn kết thúc quá trình học tập tại Nhật, Li tự nhận mình là thành viên của văn phòng CIA ở Tokyo và thuyết phục Hao tham gia vào các hoạt động nổi loạn chống lại chính phủ Trung Quốc, bảo Hao trở về nước làm việc trong các bộ phận cốt lõi và nhạy cảm. Sau khi trở về Trung Quốc, Hao đã vào làm cho một bộ trong chính phủ. Hao được cho đã bí mật liên lạc với nhân viên CIA nhiều lần để cung cấp thông tin và nhận lại tiền thù lao của Mỹ. Theo hãng tin AFP, hàng nghìn người Niger xuống đường biểu tình ở thủ đô Niamey để thể hiện sự ủng hộ với chính quyền quân sự và phản đối cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS. Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ có nội dung ngừng can thiệp quân sự và không áp dụng các biện pháp trừng phạt. Các biểu ngữ này ám chỉ việc ECOWAS cắt giảm viện trợ tài chính và áp lệnh hạn chế thương mại lên Niger sau cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7. Trong bài phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger chỉ trích các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và vô nhân đạo của ECOWAS không nhằm tìm giải pháp giải quyết khủng hoảng mà chỉ để khuất phục Niger. Hãng tin AFP đưa tin, người dân Ecuador vừa đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong lo ngại an ninh sau vụ ứng viên Fernando Villavicencio bị ám sát 2 tuần trước đó. Chính phủ Ecuador cho biết gần 100.000 binh sĩ đã được điều động để đảm bảo an ninh. Trong ngày bầu cử, các ứng viên tổng thống cũng được trang bị mũ bảo hiểm và áo chống đạn khi tiếp xúc với các cử tri. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Ecuador, bà Diana Atamin thông báo không ghi nhận trường hợp bạo lực xảy ra tại các điểm bầu cử. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vòng 10 ngày kể từ khi cuộc bầu cử diễn ra. Vào ngày 26 tháng 10, Tổng thống mới của Ecuador sẽ nhận chức. Theo Ukrinform dẫn thông tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine, một vụ tên lửa nã vào trung tâm thành phố Chernihiv, tỉnh Chernihiv, Ukraine đã làm 7 người chết và 156 người bị thương. Theo báo cáo, vụ tấn công cũng làm hư hại 66 tòa nhà dân cư, 10 tòa nhà hành chính và 67 phương tiện. Sau đó, Ukraine tố Nga thực hiện vụ tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ trả đũa. Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng lên án cuộc tấn công, cam kết sát cánh cùng Ukraine. Ông Blinken viết trên X, trước đây là Twitter, dòng trạng thái mang ý nghĩa rằng Mỹ lên án bằng những ngôn ngữ mạnh mẽ nhất cuộc tấn công tên lửa khủng khiếp nhằm vào thường dân vô tội ở Chernihiv. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!